Dạ thì buổi trưa ngày hôm nay là khách đến mua đồ ủng hộ rất đông nha cả nhà. Dạ thì anh shipper cũng đến lấy hàng luôn cả nhà ơi, rất là dễ thương luôn. Dạ mến chào với cô chú anh chị đã và đang yêu mến anh chị Hồng Loan. Hiện tại Hậu Nhân cũng đang có mặt tại nhà chị Hồng Loan nha cả nhà. Ở thì trước mặt Hậu Nhân đây là khách này, rất là đông luôn cả nhà. Dạ rồi, hai chị gái đó vừa mua một bịch hàng rất là nhiều luôn. Hiện tại bây giờ là 10:40 cả nhà. Thì giờ này là cũng nghỉ trưa, gần nghỉ trưa nên nào quý cô chú anh chị đến mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan cũng hơi đông. Đó là shipper cũng đã lấy được hàng rồi cả nhà và chuẩn bị đi. Thì còn anh Ráp bên trong nữa đang đợi đơn hàng tiếp nữa cả nhà. Số điện thoại mà có cái chiếc mực gạch đích đó là số điện thoại mà để cô chú anh chị mình gọi cho chị Hồng Loan. Nếu mà trường hợp mà gọi không được máy bận thì cô chú anh chị mình nhắn tin vào đây để thấy được tin nhắn thì bên shop Hồng Loan sẽ gọi lại nha cả nhà. Còn cái số đầu tiên á thì chỉ là số điện thoại để chốt đơn hàng thôi, để cho nhân viên gọi lại chốt đơn hàng. Số thứ hai thì cô chú anh chị mình gọi ha, gọi 0819581987 thì có thể gọi vào cho đây để đặt mua hàng. Còn nếu trường hợp mà máy bận gọi không được thì cô chú anh chị vui lòng gọi lại sau, hoặc là có thể nhắn tin với cú pháp là muốn mua ủng hộ hay là cái gì đó thì để cho shop có thể thấy được và shop sẽ điện lại sau cho cô chú anh chị và các bạn ha. Cả nhà cứ yên tâm ha. Đây là cái cạc visit của shop Hồng Loan, có hình bé Bull và chị Hồng Loan ở cái góc rất là đẹp ha cả nhà. Và đây là số tài khoản nè cả nhà, số tài khoản ngân hàng MB Bank ha. Lật cho phía sau coi, hít. Đây, phía sau không có gì hết, có chữ shop Hồng Loan thôi. Rất là đẹp ha. Lấy nét nhìn cái coi. Bấm vô màn hình lấy nét cái coi. Đó. Đó, là cả nhà thấy không? Rồi, ok. Đó, cô chú anh chị. Đó là cái mà em muốn giới thiệu và cũng như là muốn chia sẻ, hướng dẫn cho bà con, cô bác, cô chú anh chị mình có thể liên hệ được với shop Hồng Loan để mua đồ, ủng hộ ha. Shop chị Hồng Loan thì giao hàng toàn quốc hay cô chú anh chị, thậm chí giao hàng ra tới nước ngoài luôn. Nhưng mà ra tới nước ngoài thì mình cứ liên hệ với shop để xem cái chi phí, cái cước phí ha cả nhà. Nhiều khi có sợ là cước phí nó hơi cao. Còn ở trong nước thì em nghe nói đâu đó mua ít mua nhiều gì một ship cũng giá đó thôi, 30 cành ha cả nhà. Nó mua ít mua nhiều gì. Hôm bữa thì em cũng có mua hàng gửi về Đồng Tháp, gửi về cho gia đình em mua ủng hộ cho em Loan, gửi về gia đình em thì ship cũng 30 cành thôi. Mà rất là nhiều đồ cả nhà, không biết ba số lượng bao nhiêu nhưng mà 30 cành thôi chứ không có mắc đâu ha. Mình hút thuốc cũng gạt tàn, nhai chầu cũng nhả bã, mua đi đâu cũng vậy. Ghé shop Hồng Loan ủng hộ cho chị Hồng Loan cả nhà. Shop mở cửa thì từ 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối hàng ngày, kể cả và thứ bảy và chủ nhật luôn vẫn bán bình thường, buổi trưa vẫn bán luôn, không nghỉ trưa nha cả nhà. Cô chú anh chị mình cứ chốt đơn hàng qua số điện thoại 0819581987 ha. Sẽ gặp nhân viên của chị Hồng Loan, có thể là Thành Mỹ nè, có thể anh Khoa nè, hoặc là có thể là chị Hồng Loan ha. Còn nếu mà trường hợp mà bận máy bận đó thì mình gọi lại sau ha, cô chú anh chị cũng thông cảm ha, tại vì nhiều người điện quá nên nó máy nó bận ha cả nhà. Trong thời gian thì chắc có lẽ là có rất là nhiều chuyện xảy ra ở shop chị Hồng Loan. Thì mấy anh em YouTube ở đây lúc nào cũng vậy, luôn đề cao cảnh giác những người khả nghi. Như hồi sáng thì gọi là gián điệp bún bò cả nhà, thì anh em đã chất vấn và gián điệp của bún bò đã lòi mặt ra và bỏ chạy luôn. Bỏ chạy như bún bò hôm bữa vậy cả nhà, bỏ chạy mất dép luôn. Thì vì sao cái cô đó lại có những hành động lạ, mập mờ, hỏi không trả lời được và cái kiểu cách ghi hình rất là lạ và gửi cho một người nào đó ở xa. Và sau khi anh em đang trong thời gian mà hỏi để cô ủng hộ ai
thì cô cứ điện thoại, cầm điện thoại lâu lâu là tôi cứ gọi, lâu lâu là tôi cứ gọi liên tục, những thái độ và hành động rất là lạ kỳ của chú anh chị. Mong rằng là mọi sự bình yên và yên ổn đến cho chị Hồng Loan. Ở đây em cũng chia sẻ nữa nè cả nhà, Hảo Nhân thấy gì chưa? Được. Cái cây nó bị mất rồi nè. Ô. Cây mất rồi nào ta? Cái cây này đã bị nhà chị Hồng Loan xử lý rồi cô chú anh chị, nó không còn cái cây nữa nha. Cái cây nó mọc vô tường đó cô chú anh chị, nó đã mất rồi. Thì có nhiều cô chú anh chị nói là nên chặt cái cây đó đi để cho gia đình làm ăn mua bán thuận lợi hơn. Ồ, có chú giao hàng tới cả nhà. Ồ, rất là nhiều luôn. Chú đây là giao cơm cháy nha ta. À, giao cái hàng gì bên trong đó cả nhà. Rất là nhiều ha. Chú này rất là quen. Một ngày chú giao 2 đến 3 chuyến. Hôm nay thì chú giao 5 thùng. Rất là to của chú anh chị. Wow, rất là chuyên nghiệp luôn. Yeah, cái là tự động lên luôn. Chú, like. Like, cho chú một like luôn. Ý chú nói là like cho anh em YouTube đi đó. Chú nói hãy like cho anh em YouTube đi. Nó chú quá nhiệt tình. Quá đỉnh ha. Và cái cách chú dựng xe lên chỉ cần một cái nhấc chân thôi là xe đã chống lên, rất là hay ha. Chú này rất là quen thuộc cô chú chị, ngày nào cũng giao hàng cho chị Hồng Loan từ 2 đến 3 chuyến hàng như thế này. Thì mình có thể để ý ha, hàng nhập vào nhiều thì đồng nghĩa song song với đó là đơn đi ra cũng khá là nhiều, thì hàng mới nhập nhiều được ha cô chú anh chị ha. Shop của chị Hồng Loan thì có bán nè mít nè, tầm ruột nè, me nè, khô bò nè. Khô bò thì có hai loại ha, khô bò miếng và khô bò xé sợi. Cơm cháy nè có ba loại ha, cơm cháy trà bông, cơm cháy hành, cơm cháy hành và rong biển, đó có ba loại luôn. Tùy thuộc vào cô chú anh chị mình thích ăn cái gì thì mình ủng hộ cái đó ha cả nhà. Và có khoai lang mặt sấy giòn rất là ngon, giòn ngon ngọt, độ ngọt vừa phải. Và nói chung là những cái món đồ ăn mà ăn vặt của shop Hồng Loan là rất là vừa phải cô chú anh chị, rất là vừa miệng cho tất cả các cô chú anh chị luôn. Những người mà khó tính nhất vẫn có thể dùng được, em bảo đảm luôn. Là tại vì cách nêm nếm rất là vừa ăn. Giống như khoai lang mặt thì mặt khoai lang vừa phải, không có ngọt lắm. Còn chùm me thì chua chua ngọt ngọt. Nói chung là hợp khẩu vị với tất cả mọi người, thậm chí là những khách hàng khó tính luôn cô chú anh chị. Cả nhà cứ yên tâm ủng hộ shop chị Hồng Loan nha. Đó, có hai cô gái, hai cô đang ủng hộ chị Hồng Loan, hình như hai bịch không ta, hai bịch luôn, hai bịch màu đỏ rất là to nha. Ô, bé Xu về cả nhà. À, bé Xu gì tới, bé luôn. Xu đi học mới về cả nhà. Đó. Bé Xu ngày nào cũng được đưa đi học hết cả nhà, đưa đi học, đưa đi rút về. Đó, chị khán giả chào nè, chào chị nha. Đó, chị like rồi, chị cần hai nữa cả nhà, ủng hộ chị Hồng Loan đó. Mua hai bịch rất là to nha. Và cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha, anh em YouTube ở đây sẽ luôn luôn cập nhật tình hình tại nhà chị Hồng Loan cho cả nhà mình biết được những thông tin mới nhất, chính xác nhất và đúng nhất, thực tế nhất của shop Hồng Loan ha cả nhà ha. Đánh lùi những thành phần xấu, những gián điệp đến đây để theo dõi nhà chị Hồng Loan, thì anh em sẽ cố gắng đánh lùi những cái người đó đi cả nhà. Mình dùng từ đánh lùi hơi quá, mình phải gọi là dí chạy hả? Dí chạy, lượm dép bán dây chai. Đúng rồi. Hiện tại không có chiếc xe sẵn rồi cả nhà. Đó. Để dép lên đây bán dây chai. Chạy bỏ dép, lượm dép bán dây chai. Thôi thì có lẽ. Thôi thì có lẽ Hậu Nhân cũng xin kết thúc video tại đây. Rất mong quý cô chú anh chị cho Hậu Nhân xin một lượt like và một lượt đăng ký cả nhà. Chúc cho cả nhà có một buổi trưa thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha.